Xin chào anh chị, thì hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị một mẫu kính Cartier. Hàng này là hàng của Pháp, hàng đã qua sử dụng rồi anh chị nhé, nhưng mà cái lớp mạ chất kính thì còn khá là đẹp. Cái hàng này thì anh chị đeo làm thời trang này cũng được, hoặc là về thay mắt kính, những mắt kính cận thì cũng rất là ok, rất là đẹp, gọng mạ vàng còn khá là đẹp. Bên em nhận giao hàng, thu tiền tận nơi trên toàn quốc. Anh chị lấy hàng thì vui lòng nhắn tin qua Zalo 0902277552 giúp em để bên em hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn.